mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 36, trên đường đi gặp mỹ nam tử 4. Cứ đợi như thế 3 ngày, buổi tối cũng không có gì khác thường. Vân Khanh biết cái ngày bắt bà tử kia đã đánh rắn động cỏ, người hạ dược đã có lòng cảnh giác, tạm thời sẽ không ra tay cũng may là lộ ra việc quản lý dược khố có vấn đề. Nhân cơ hội này đem bà tử trông coi dược khố đục nước béo cò cả chục năm nay thay đổi. Việc quan trọng trước mắt là chữa khỏi bệnh cho trầm mẫu, điều dưỡng thân thể tạ thị, để tạ thị sinh hạ con nối dòng mới có thể giải quyết mục đích của kẻ đã hạ dược. Hắn muốn trầm ra không người nối dõi, Vân Khanh sẽ không cho hắn cơ hội thực hiện. Nàng cố ý đi vấn phủ cầu vấn lão thái gia đến phủ bắt mạch cho tạ thị, Vấn Lão Thái Gia cũng không từ chối, buổi chiều hôm đó sách theo hòm thuốc đến. Tạ thị nhìn thấy Vấn Lão Thái Gia đúng là bị nữ nhi mời đến, ra cửa chào đón, Vấn Lão Thái Gia, làm phiền ngài đến tận phủ xem mạch, thật sự ái này. Vấn Lão Thái Gia ở buổi tiệc lần trước cũng gặp qua bà, ấn tượng với tạ thị cũng không tệ lắm, bên ngoài dịu dàng, có khả năng chủ trì bữa tiệc lớn như vậy, lại là người hiền lành rộng lượng, Lão vuốt vuốt dâu nói, không có gì đồ đệ của lão phu đã nhờ cậy, sao lại có thể không đến? Đồ đệ, trong mắt tạ thị mang theo kinh ngạc, nhìn Vân Khanh đang đứng sau vấn lão thái gia, chỉ thấy nữ nhi gật đầu, biết trong này có chuyện mà bà không biết, khẽ nhíu mày nhưng không nói ra, mỉm cười mời vấn lão thái gia ngồi xuống, phỉ thúy, dâng trà. Bên kia, phỉ thúy nhanh nhẹn bước đến, rót trà bích loa xuân tốt nhất, bưng lên, khuôn mặt tươi cười, vấn lão thái gia, mời người dùng trà. Vân lão thái gia dương mắt nhìn Phỉ Thúy, thấy dung mạo thanh tú, cử chỉ thành thạo lễ phép, thầm nghĩ trầm ra đúng là không phải gia đình phú quý bình thường, ngay cả nha hoàn cư xử cũng biết lễ nghi phép tắc, nhận lấy chén trà, uống một ngụm, thuận tay đặt một bên, trà này pha không tệ. Tạ thị biết Vân lão thái gia hôm nay đến đây để bắt mạch, cũng không nói nhiều, vân tay đặt lên điếm trầm, đếm trầm, đệm kê tay cùng để bắt mạch lão thái gia liền đặt lên cổ tay mà một tấm khăn, một tay vuốt dâu, bắt đầu xem mạch. Vân Khanh đứng một bên lo lắng nhìn, nàng biết thân mình tạ thị, mấy năm nay dù luôn điều dưỡng nhưng kết quả cũng không thật tốt. Vấn lão thái gia thu tay, lại nhìn tạ thị, thấy sắc da dù trắng nhưng huyết sắc không đủ, lúc này còn hơi xanh, hơn nữa xem mạch tượng vừa rồi trong lòng cũng đã hiểu rõ, trầm phu nhân lúc trước sinh cũng bị suy nhược chứ lão thái gia nói đúng tạ thị đưa tay về kéo ống tay áo xuống trên mặt mang theo lo lắng từ sau khi sinh vân khanh thân mình vẫn không tốt nói đúng ra là nguyệt sự không đều hạ thân cũng không sạch sẽ vấn lão thái gia tuy là đại phu nhưng dù sao cũng là nam nhân tạ thị chỉ có thể nói mơ hồ cũng may vân lão thái gia y thuật tinh thông hiểu được lời bà kỳ thật mọi chuyện cũng không nghiêm trọng thân thể phu nhân vốn yếu ớt ngày thường uống thuốc bổ mạnh ngược lại không tốt ta cho phu nhân đơn thuốc khác uống theo đơn thuốc này từ từ sẽ có hiệu quả tạ thị biết mọi chuyện đã để quá lâu cũng không thể trong một lúc mà tốt suy nghĩ một chút lại hỏi vấn lão thái gia thưa lỗi cho ta hỏi một câu ta còn có thể mang thai được nữa không về chuyện này thân mình phu nhân không có vấn đề gì chú ý cẩn thận nghỉ ngơi là tốt rồi vấn lão thái gia vừa nói xong vẻ mặt tạ thị vui mừng, mấy năm nay bà ở Dương Châu xem mạch, luôn nghe đại phu nói thân mình bị tổn thương, cơ hội không nhiều, thật ra bà không biết là đại phu xem mạch, vì để bảo toàn thanh danh, bọn họ luôn nói không được trước, đến lúc đó, cho dù không thể mang thai được, bọn họ sẽ không bị nói gì. Cơ hội không lớn, những lời này lại thật mơ hồ, có thể có cũng có thể không. Mà tạ thị nghe hông như vậy, tâm trạng lại thêm nặng nề cái gọi là tâm bệnh khó chữa, thân thể vì vậy lại càng khó điều dưỡng. Vấn lão thái gia cũng không tiện ở lại trong viện của nữ quyến, vì thế chào từ biệt ra về, Vân Khanh đưa lão đến trước cửa thủy hoa, lão mới mở miệng hỏi, chuyện con học y còn chưa nói cho cha mẹ biết. Từ lúc đi ra, Vân Khanh đã biết lão sẽ hỏi chuyện này, trong chốc lát ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, con vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng cha mẹ. Vấn lão thái gia đối với nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn chưa nói cùng cha mẹ, nàng sợ vấn lão thái gia nghĩ nàng xem thường người học y. Liêu Thúy vội vàng nói, lão thái gia, tiểu thư nhà nô tỳ mỗi ngày đều đọc sách thuốc, xem đến mất ăn mất ngủ. Vấn lão thái gia không có ý trách cứ nàng, nhìn bộ dáng cẩn thận của nàng mà bật cười, nhanh nói cho cha mẹ con biết, như thế con cũng tiện đến chỗ ta học y, chuyện này không có sách thì không học được mấy quyển sách thuốc kia phải học cẩn thận, đến lúc đó phải thuộc. Vân Khanh đúng là trời cho, lão không nghĩ lãng phí một nhân tài. Dạ, lát nữa con sẽ nói với mẫu thân, đôi mắt Vân Khanh sáng ngời, thành thật đáp, cho đến khi bóng dáng Vân Lão Thái Gia dần biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới xoay người đến viện của tạ thị. Vén rèm lên bước vào, tạ thị vẫn như chiếc môi ở chỗ cũ, rõ ràng là đang đợi Vân Khanh trở lại giả thích con bái thầy học y lúc nào. Sao nương lại không biết? Chính là lần đi vấn phủ lúc trước, Vân Khanh ngồi bên người bà, ánh mắt trong suốt nhìn Tạ thị, từ sau chuyện hạ dược xảy ra, con gái nghĩ khó có thể đảm bảo các chuyện khác không thể phát sinh, chẳng lẽ mỗi lần như thế đều phải đợi xảy ra hậu quả chúng ta mới biết được? Chi bằng con chính mình học y thuật, như vậy mới có thể phòng ngừa mọi chuyện. Nghe nói người muốn bái Vân lão thái gia cũng không ít, nhưng đến giờ người cũng chỉ thu nhận mấy người Sao có thể nhận con làm đồ đệ?" Tạ thị hỏi ngược lại. "Đó là vì con thông minh." Vân Khanh ôm lấy cánh tay Tạ thị làm nũng nói, thật ra nàng cũng có một ít nghi ngờ, tại sao Vân lão thái gia thoải mái nhận nàng làm đóng cửa đệ tử, có lẽ đúng thật là hợp ý. Thật ra đối với chuyện nữ nhi học y thuật Tạ thị cũng không phản đối, con nối dòng của các gia tộc quyền quý ở Đại Ung học y cũng không có gì bất ngờ. Bà chỉ trách Vân Khanh không sớm nói cho bà biết bây giờ nữ nhi vì người nhà khỏe mạnh mà học y hiểu chuyện như vậy lại càng không trách mắng được chỉ dặn nàng cẩn thận hơn không cần vì ham thích nhất thời rồi đến lúc nào đấy lại không muốn học ổn phí tấm lòng của vấn lão thái gia thời gian cứ như vậy trôi đi vân khanh ngẫu nhiên đi vấn phủ thỉnh giáo lão thái gia nàng phát hiện xe ngựa suốt ngày vây bên ngoài vấn phủ đã không còn mà cũng không gặp được ngự phượng đàn một tháng sau Trầm Mậu cầm một phong thư vui mừng đi đến phòng tạ thị, vừa nhìn thấy Vân Khanh đang ngồi bên vẽ hoa, vui vẻ nói, Vân Khanh đang ở đây sao? Ta nói cho mọi người một tin tốt, tổ mẫu đã đến bến đỏ thôn phía đông rồi. Vừa nghe thấy tin này, tạ thị đang cười xem nữ nhi vẽ, sắc mặt hơi cứng đờ, khuôn mặt trắng nõn lại thêm tái nhợt, đáy mắt lộ ra ba phần sợ hãi cũng không vui. Nhìn thấy sắc mặt của mẫu thân, trong lòng Vân Khanh cũng chợt run rẩy đối với tổ mẫu, ấn tượng của nàng mười phần ghi nhớ, từ khi mẫu thân gà đến đây, đối xử với bà cực kỳ khắt khe, mỗi ngày đều dùng quy củ, chỉ cần tổ mẫu ở nhà một ngày, mẫu thân liền không có một ngày bình an. Nàng vội buông bút lông, cầm lấy bàn tay lạnh giá của tạ thị, nhìn trầm mẫu hỏi, không biết bao giờ tổ mẫu đến. chương 37, trên đường đi gặp Mỹ Nam Tử, năm. Trầm mậu đang chìm trong niềm vui mẫu thân sắp trở về không chú ý đến vẻ mặt của tạ thị, cười nói, mẫu thân đi đường vất vả, bên cạnh không có người chăm sóc, bảo ta sai người đến đón, người sẽ ở bến tàu gần cửa hàng trầm ra đợi. Vân Khanh cảm giác bàn tay tạ thị hơi căng thẳng, có thể thấy được lòng bàn tay ướt đẫm, tổ mẫu đúng là không biết tiết kiệm, bến tàu cách Dương Châu không xa, bên cạnh bà đã có vương ma bích liên, bích bình hai đại nha hoàn, đó đều là những người bà đã dùng quen. Sao lại không có ai chăm sóc? Nói là để người trong nhà đi đón, phụ thân còn phải đi xem xét việc buôn bán ở ngoài cửa hàng, đương nhiên là không thể đi được, cũng không có khả năng phái Di Nương đi đón, dù sao Di Nương cũng không được coi là người trong nhà, chính là nửa chủ nửa nô, đây là muốn ám chỉ Tạ thị đi, chỉ sợ đến lúc đấy lấy uy mẹ chồng, nhân cơ hội giày vo Tạ thị. Nhưng mà thiên hạ này, lấy Hiếu trị quốc, trăm điều thiện lấy hiếu đứng đầu. Nếu tổ mẫu yêu cầu, người ngoài xem thấy cũng không cho là quá mức, Tạ thị là con dâu cũng chỉ có cách đáp ứng. Vân Khanh đứng lên, ngăn Tạ thị nói, cười nhẹ nhàng mở miệng, "Nương, con nhớ rõ Vân lão thái gia nói, người ngày thường quá mức mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều mới thay trầm gia sinh hạ con nối dòng được." Nghe thấy vậy, Trầm mẫu nhớ lại lời ngày hôm ấy, ông không phải không biết mẫu thân cố ý làm khó dễ nhưng con dâu nhà nào cũng phải như vậy hầu hạ cha mẹ chồng chăm sóc trượng phu ông thấy đây là chuyện bình thường đây cũng là ý nghĩ của mọi nam nhân khác nhưng con nối dòng cũng rất quan trọng thu hết vẻ mặt của trầm mậu vào mắt vân khanh chậm rãi nghiêng thân mình mở miệng nói cha hay là người để nữ nhi đi đón tổ mẫu tổ mẫu lần này đi kinh thành cũng đã mấy tháng con cũng rất nhớ người nếu sớm được gặp tổ mẫu không phải là con thỏa lòng rồi sao? Lời vừa nói ra, trầm mậu cùng tạ thị đều thấy giật mình, nữ nhi và tổ mẫu dư thị luôn không thân thiết, bởi năm ấy tạ thị mang thai sinh hạ vân khanh, dư thị vừa thấy là con gái không nói hai lời liền rời khỏi phòng sinh, một câu an ủi cũng không có, canh gà sau khi sinh cũng không sai người đưa đến một lần. Ngày thường với cháu gái cũng không mặn không nhạt, dư thị như vậy, vân khanh tất nhiên cũng không thân thiết có thể không gặp tổ mẫu là không gặp tránh như quỷ thần quan hệ tổ tôn hai người cũng không thân thiện này nghe nữ nhi nói như vậy lại còn muốn đến đón tổ mẫu sao lại không kinh ngạc cho được nhìn thái độ hai người vân khanh biết hiện tại cùng kiếp trước của mình rất khác nhau kiếp trước của nàng vì thất trinh mà cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước làm sao có tinh thần mà nghĩ về tổ mẫu không thích mình ở nhiều thời điểm đối nhân đãi vật do tình cảm thay đổi mà thay đổi. Bây giờ nàng nhất định phải lấy lòng tổ mẫu, bởi vì đây là vũ khí mà tương lai nàng chuẩn bị để đối phó với hai mẹ con không biết xấu hổ kia. Mọi việc cứ như thế, đường từ bến tàu đến Dương Châu đều là quan đảo, dân cư đông đúc, không có nguy hiểm, trầm mậu chọn trong số người đánh xe hai người có võ công tốt đưa cho Vân Khanh, bố trí lưu thúy dọc đường đi chăm sóc nàng, dọc đường đi ngủ lại tại cửa hàng trầm gia. Ngày tiếp theo, xe ngựa trầm ra theo cửa thủy hoa đi ra ngoài, mọt đường hướng về bến tàu. Vân Khanh từ lúc sống lại cũng chưa ra ngoài ngắm cảnh, liền bảo Lưu Thúy vén một bên màn xe lên, nhìn người đi đường cưỡi ngựa, nhìn ngắm núi rừng, trong lòng cũng cảm thấy yên bình. Chỉ có lúc này nàng mới có thể an tâm hưởng thụ yên tĩnh, ngày sau đó, nàng sẽ phải đánh một trận ác liệt. Nhờ kỹ thuật điều khiển thành thạo của người đánh xe, xe ngựa rời phủ Dương Châu bên ngoài cũng dần yên tĩnh trong tầm mắt màu xanh ngày càng nhiều liêu thúy bình thường cũng ít thấy phong cảnh tự nhiên nay cũng nhìn ra ngoài hai người nói nói cười cười vui vẻ thoải mái ngay lúc hai người đang chỉ vào một ngọn núi nói chuyện xe ngựa dừng lại liêu thúy hỏi sao lại dừng xe xa phô cách màn xe trả lời liêu thúy cô nương đường phía trước bị chặn để tiểu nhân đi hỏi một chút đường bị chặn nghe vậy Vân Khanh vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện phía trước cũng có xe ngựa khác cũng đang dừng lại, xem ra tình hình phía trước cũng không được tốt. Một lát sau, Sa Phu trở về bẩm báo, đại tiểu thư, đêm qua ngọn núi trước mặt bị lở, trên đường có bùn đất, quan phủ đang sai người thu dọn. Nếu dọn sạch đất đá ít nhất phải chờ hơn một canh giờ, cũng may sắc trời còn sớm, một canh giờ cũng có thể chờ, Vân Khanh liền lấy sách thuốc vẫn mang theo bên người, dựa vào ánh sáng bên ngoài, cẩn thận đọc, Lưu Thúy thấy vây cũng lấy bức tranh đang thiêu dở ra thiêu cho qua thời gian. Hơn nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài truyền đến từng đợt huyên náo, nghe thanh âm giống như là lão nô bên cạnh một chiếc xe ngựa đột nhiên té siêu, ấn huyệt nhân chung cũng chưa thấy tỉnh lại, mời một vị đại phu lại xem cũng chưa thấy tỉnh. Nhớ tới sư phụ từng nói qua với nàng, thầy thuốc giỏi thì phải qua tích lũy kinh nghiệm chứ không phải là nhìn vào sách thuốc là được. Nàng ở vấn phủ cũng từng xem mạch cho gã sai vặt bị bệnh, lúc nãy lão nô bất tỉnh, chính mình cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, lại có thể cứu được một mạng người. Nhưng nàng không muốn rêu rao, liền bảo lưu thúy cùng mình, đội mụ xa đi xuống xe ngựa. Vừa xuống xe, Vân Khanh liền chú ý đến chiếc xe ngựa kia, màu xanh đen bên ngoài nặng nề, u ám thoạt nhìn không có điểm gây chú ý nhưng vân khanh sinh ra trong phố quý liền biết đó là bảo vật liếc mắt một cái có thể nhận ra xe ngựa kia tuy quét nước sơn xanh nhưng chất liệu gỗ lại là gỗ cây du thượng hạng rèm treo cũng là gấm vàng dệt tốt nhất nhìn chiếc xe xa hoa kia chỉ sợ chủ nhân thân phận không thấp bất quá chuyện này cũng việc hành y không liên quan nàng bước nhẹ nhàng đứng ở sau đám người chỉ thấy lão nô kia bị đặt dưới đất bên cạnh là hai gã hộ vệ vị đại phu kia đang thay lão bắt mạch, đây là trúng gió, người này đã lớn tuổi, đánh xe không nghỉ ngơi tốt nên mới bị ngất, bệnh này nghiêm trọng, nhanh đưa về thành chăm sóc nếu không nửa đời sau bại liệt. Nghe thế, sắc mặt hồ vệ khó coi nhìn vào bên trong, lão nô này là sa phu thành thảo, nếu lão bị bại liệt, chuyến đi của gia chẳng phải là bị trì hoãn sao. Vân Khanh mỉm cười, ngẩng đầu xem ánh mặt trời chiếu rọi trên cao, bình thản mờ miệng, đại phu. Ngươi nhìn lại đi, có lẽ không phải trúng gió. Vị đại phu chân đất kia nghe thấy có người phủ nhận lời hắn nói, lập tức ngẩng đầu lên, ngày thường hắn xem bệnh cho người ta, cũng xem bệnh cho súc vật, ở xung quanh thôn này cũng là người có danh vọng, sao có thể để cho người khác hoài nghi y thuật của mình, vừa thấy người phản bác hắn là một tiểu cô nương đội mũ xa, chào phúng nói, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, biết cái gì gọi là y thuật sao? đứng bên cạnh xem náo nhiệt còn chưa nói giờ lại tùy tiện mở miệng y thuật cao thâm không phải là điều ngươi có thể giải thích kỳ thực vân khanh rất tôn kính đại phu đối với vị đại phu chân đất này cũng không có địch ý chẳng qua nàng thấy bệnh tình của lão nô không giống chúng gió mới mở miệng nhắc nhở ai ngờ đối phương châm chọc không khỏi dẫn theo lãnh ý người học y thuật lấy mạng người làm trọng sao có thể nói bậy vị đại phu kia nổi giận lạnh nhạt cười, vậy ngươi nói xem, lão nô này nguyên nhân phát bệnh là gì? Vân Khanh không muốn cùng hắn tranh luận, thong dong đi tới, Lưu Thúy lấy một cái khăn trắng che ở cổ tay lão nô, nàng bước lên, nghe mạch đập lúc có lúc không, hỏi hộ vệ hai câu rồi mới mở miệng nói, đang lúc giữa trưa, xe ngựa ở trong rừng rậm, không khí ẩm ướt oi bức, lão nhân ra thể chất yếu kém, lại ở lâu trong điều kiện như thế nên mới dễ dàng choáng váng đầu óc ngất đi loại tình huống này, đúng là cảm nắng. Thanh âm của nàng là đặc trưng của nữ tử giang nam mềm mại dịu dàng, lại có phong thái thiên kim ung dung trầm tĩnh, phân tích rõ ràng, người đi đường xung quanh đều có mấy phần tin tưởng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 38, trên đường đi gặp Mỹ Nam Tử, 6. Mà ngay lúc này, màn xe ngựa từ từ vén lên, lộ ra ánh mắt thẳng tắp, dừng lại trên người Vân Khanh bên ngoài cai là thanh âm nữ tử dễ nghe, một thân quần áo màu đỏ với váy dài, chất xa đặc biệt làm tà váy nhẹ bay, theo cử động hơi đong đưa, tựa sương khói tràn ngập bên chân, cả người như chìm trong sương khói mây mờ, khiến người khác không nhịn được muốn thấy dung nhan, nhưng một đường nhìn lên lại bị một tầng lụa mỏng che khuất, chỉ nhìn được ngón tay mảnh khảnh, trắng muốt như cọng hành, mềm nhẹ làm người ta muốn đặt trong tay mà cẩn thận vuốt ve đại phu chân đất vừa thấy mọi người hướng về vân khanh không khỏi phất tay áo đứng dậy mặt lộ ra căm phẫn người đã nói là bị cảm nắng vậy thì thử cứu hắn xem hắn ta nhìn quần áo trên người lão nô gọn gàng sạch sẽ đoán rằng chủ nhân xe ngựa là người xa hoa muốn nhân cơ hội kiếm một khoản không nghĩ đến nửa đường lại có con nhóc con cướp đi tài lộc hắn muốn nhìn xem rốt cuộc có chị được hay không chị bệnh cứu người là quan trọng vân khanh không chút từ chối nàng bước lên từng bước chân thành nói phiền toái hộ vệ ca ca đưa lão nhân ra truyền sang chỗ dâm mát thông thoáng tránh cho ánh mắt trời chiếu thẳng vào nàng là nữ tử không thể tùy ý cùng nam nhân tiếp xúc thân cận hộ vệ kia hiểu rõ gật đầu ôm lão nô đến chỗ thoáng gió lại nghe theo lời vân khanh đem áo cởi bỏ dùng nước làm quần áo ẩm ướt trên trán cũng đặt một mảnh khăn ẩm hạ nhiệt ước chừng qua một nén nhang lão nô từ từ tỉnh lại, tuy rằng còn yêu nhưng người đã không còn gì lo lắng. Vân Khanh bắt mạch cho lão một lần nữa, rồi dặn lão uống nhiều nước, mùa hè tránh phơi nắng dưới ánh mặt trời. Tiểu cô nương thật lợi hại, trong đám đông có người kêu lên, ánh mắt nhìn Vân Khanh cũng thêm thiện ý. Đúng vậy, thật là không nhận ra, so với đại phu kia còn giỏi hơn. Mọi người nói xong ngừng đầu lên tìm đại phu chân đất kia nhưng đã không còn thấy bóng người. Hóa ra là hắn thấy Vân Khanh đem lão nô cứu tỉnh, lập tức biết không tốt, sám xịt mặt mày bỏ chạy. Lúc này hộ vệ xoay người đến bên xe ngựa đứng một lúc lâu rồi chạy đến nói, cô nương, ra nói người qua bên đấy. Vân Khanh nhạy bén hiểu được ý của người hộ vệ, trong xe ngựa, ra nói là cho người đi qua bên đấy chứ không phải cho mời. Cái này chứng tỏ người nọ có chức tước cao, đã quen sai bảo người khác, trong giọng nói đều là sai bảo và mệnh lệnh thiếu đi cung kính. Cảm giác được ánh mắt đánh giá của người bên trong, bén nhọn rừng trên thân thể nàng, dường như mỗi tấc trên người đều bị người khác vô tình bình luận, chân mày vân khanh cau lại, nàng quay lại nhìn về phía sau. Mã xa rộng lớn, lại có rèm cầm phía sau cản bớt ánh sáng mặt trời, từ phía của nàng, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay thon dài sốc lên một góc manh cùng với trường bào đen bóng. Dựa vào phong thái của hắn, cũng có thể cảm giác được người ngồi bên trong nhất định là người lạnh lùng ngang ngược thích chinh phục người khác như cảm nhận được ánh mắt sau mũ xa của vân khanh người nọ hơi ngẩn ra rồi ánh mắt nhìn nàng lại càng ác liệt hơn dường như chứa cả lệ khí thật nặng vân khanh chỉ cảm thấy tóc gáy theo bản năng dựng đứng lên đó là bản năng tự nhận biết nguy hiểm người ở bên trong rất nguy hiểm nàng không muốn đến gần cũng không thích cảm giác bị người khác khống chế thản nhiên thu hồi ánh mắt vân khanh chậm rãi nói với hộ vệ cảm ơn chủ nhân của ngươi đã mời bèo nước tương phùng không cần phải nhiều lời dứt lời xoay người bước đi trên mặt hộ vệ lưu lại vẻ khó xử vội vàng bước nhanh đến xe ngựa trước mặt thấp giọng ra cô nương lúc nãy không chịu lại đây ừ thản nhiên lên tiếng tựa như không có chút nào khác lạ mới vừa rồi lúc nàng kia nhìn sang ánh mắt tuy thản nhiên bình thản vô cùng nhưng là hờ hững, lơ đãng, tựa như tất cả đều không đặt vào mắt, vừa trống rỗng lại vừa đề phòng. Xuyên qua lớp mảnh, hắn có thể nhìn thấy dáng người yểu điệu, gió mát thổi qua mái tóc dài đến thắt lưng giống như dòng thác, cùng với mũ sa màu trắng bị gió thổi lên, lộ ra một nửa dung nhan như hoa sen bạch ngọc, cằm đầy đặn, đôi nôi phấn nộn như đóa hoa khẽ mím lại, trong sáng nhiều hơn phong lưu, lộ ra khí chất thần bí nhẹ nhẹ. Tứ ra, nữ nhân này lộ ra một nửa dung nhan mà đã như vậy, nếu lớn lên tí nữa thì đúng là tuyệt sắc mỹ nhân. Lúc này trong xe ngựa truyền ra thanh âm ôn hòa mang theo một chút lấy lòng, giống như là thật cẩn thận mở miệng nói. Đúng là mỹ nhân bại hoại, xem ra giang nam mỹ nữ, lời này không sai. Vị nam nhân được xưng là gia kia lại nhớ lại, tưởng tượng bộ dáng vừa mới cự tuyệt dưới mũ xa kia, khóe miệng khẽ cong lên, cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ một nam nhân như hắn bỗng nhiên cười quay đầu nhìn thoáng qua hướng chiếc xe ngựa của vân khanh hắn chưa từng gặp qua tứ gia cười với nữ nhân nào mặc dù cười như thế có cũng như không tứ gia có cần đi hỏi tham gia thế nàng kia không chỉ cần có thể lấy lòng nam nhân trước mặt bất cứ chuyện gì hắn cũng không bỏ qua không cần chợt ý thức được là mình vừa mỉm cười trong nháy mắt hắn đem ý cười thu lại sắc mặt khôi phục vẻ lạnh lùng hữu thần lần này lẻn vào liễu phủ có tìm được thứ kia không? Vừa nhắc đến chính sự, không khí thoải mái trong xe ngựa lập tức bị một cỗ khí tức nghiêm nghị thay thế, mà nam nhân kia cũng chính là cảnh hữu thần, sắc mặt khẽ thay đổi, đáy mắt lộ ra ý sợ hãi, cúi đầu nói, vì thần vô năng, lần lẻn vào liễu phủ gặp phải một người mặc đồ đen đeo mặt nạ cũng lẻn vào thư phòng tìm kiếm thứ đó, người này võ công cực cao, thần không phải là đối thủ của hắn bị trọng thương nên hoàng sợ chạy ra ngoài. Thì ra là thất thủ, thanh âm lạnh lùng bỗng truyền thành âm trầm thị huyết, cảnh hữu thần hoàng sở. lập tức quỳ dạp xuống, vì thần mặc dù thất thủ nhưng cha được tin tức khác. Nói, một chữ đơn giản, không mang theo cảm xúc nhưng ép cảnh hữu thần không nâng nổi đầu dậy, lúc trước tạ thịnh thư trừ nhất muội gà cho liễu gia thì còn hai người khác, một người gà cho vi gia ở kinh thành một người gả cho trầm gia ở dương châu, vì thần nghĩ nếu muốn tìm kiếm hai nhà này cũng không thể bỏ sót. người cho rằng thứ đấy cũng có khả năng ở trong nhà hai người kia. tứ gia sờ sờ ngọc ban chỉ trên món cái, sắc mặt cứng rắn lạnh lẽo, đôi con ngươi âm trầm đen tối nhìn nam tử đang quỳ dạp trên mặt đất. cảnh Hữu thần chịu đựng hàn ý trên lưng, gật đầu nói đúng thế, vì thần cho rằng nếu vật đó nếu thật sự được giao cho tạ thư thịnh, như vậy có khả năng ở trong tay nữ nhi của hắn, sau đấy mới đến kỳ muội trong phù. chương 39, trên đường đi gặp Mỹ Nam Tử, 7. Trong xe yên lặng một hồi, tứ gia mới mở miệng nói, đem toàn bộ tư liệu ngươi tìm được về tạ gia trình lên đây, còn có tên áo đen kia cũng nhanh chóng điều tra ra. Nếu người này của bè đảng ngũ hoàng tử thì đúng là một đe dọa rất lớn. Dạ, vì thần nhất định làm hết sức. Cảnh hữu thần quỳ gối trong xe ngựa, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, người áo đen kia hắn vẫn luôn sai người đi tìm, nhưng nửa điểm tung tích cũng không thấy, thời gian càng lâu e là càng khó mà tìm được. Hết sức, ta muốn không phải là hết sức mà là nhất định, tứ ra từ từ mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, người nương nhờ ta mục đích là vị trí vĩnh nghị hầu, nếu làm tốt, vị trí đó nhất định là của ngươi. Nghe được lời này, Cảnh Hữu Thần lộ ra sắc mặt vui mừng, trong hầu phủ con vợ kế đông đảo, hắn muốn trở thành Bạt Tiêm, Bạt Tiêm, vì vậy ngồi ở vị trí thế tử nhất định phải có người giúp đỡ, mà người trước mặt chính là nhất đại trợ lực. Ánh mắt hắn sáng ngời, vội vàng lẩy, chỉ cần ra muốn, vì thần nguyện đầu rơi máu chảy cũng không chối từ. Nhìn hắn cúi lưng mang theo vẻ mặt cố ý lấy lòng, khóe miệng từ ra cong lên, đôi mắt lóe qua tia coi thường, đứng lên đi người với ta không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy. Cảnh hữu thần vội vàng tạ ơn, đứng lên rồi ngồi xuống vị trí lúc nãy. Yên lặng một lúc, phía trước truyền đến tin quan đảo đã được thu dọn sạch sẽ, xe ngựa có thể đi mà không bị cản trở. Trừ bỏ sự việc ngắn ngủi này, Vân Khanh thuận lợi đến thẳng bến tàu, xe ngựa xuyên qua ngã tư đường rộng mở, tiến vào khu phố phồn hoa, xa phu nhìn thấy cửa hàng có dấu hiệu của trầm gia, vòng qua nơi này. Đến một sân viện là nơi trầm mậu chuyên dùng để nghỉ ngơi khi đi tuần tra cửa hàng. Mà dư thị cũng dự tính thời gian, an bài Vương mama đợi ở cửa chờ Tạ thị và đoàn người. Đợi xe ngựa dừng lại, Lưu Thúy đỡ Vân Khanh xuống xe, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một lão mama thân hình quả lê, khuôn mặt tròn trịa, khoảng hơn 40 tuổi đang đợi trước cửa. Nàng lập tức bước lên phía trước gọi to, "Vương mama!" vương ma ma vốn là nhận mệnh nếu tạ thị đến chậm thì phải để bà đứng đợi ở cửa lâu một chút ai ngờ tạ thị không đến mà người đến nghênh đón là vân khanh dư thị cũng không phân phó phải làm thế nào với tôn tiểu thư hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của vân khanh không giống vẻ mặt lạnh như băng trước kia trong lòng cũng thoải mái vài phần cam tâm tình nguyện hành lễ lão nô gặp qua đại tiểu thư vân khanh mỉm cười nhận lễ Vương Mama liền đưa nàng vào bên trong, đã sớm có tiểu nha hoàn đi vào thông báo, sau khi nói được Vương Mama mới dẫn Vân Khanh vào trong phòng. Chỉ thấy một lão phụ nhân mặc áo choàng ngắn cổ tròn màu vàng thiêu hoa phối với váy xanh thiêu hoa nổi trên mặt nước ngồi trên ghế chủ thưởng, phía sau là hai đại nha hoàn, một mặc váy hồng cánh sen thiêu hoa tím là bích bình, một người khác mặc váy giống vậy nhưng thiêu hoa lam là bích liên. Bích liên thấy người đến là Vân Khanh, lập tức cầm nguyễn điếm lại đây, đặt trước mặt, cười lui xuống, Vân Khanh mỉm cười rồi quỳ xuống, dập đầu với lão phu nhân, tổ mẫu vạn phúc. Mà lão phu nhân từ lúc Vân Khanh tiến vào, lông mày nhíu lại, đợi nàng lại xong cũng không để nàng đứng lên, sắc mặt bất ngờ nói, sao lại là ngươi? Mẹ ngươi đâu? Lời này mười phần bén nhọn, ở trước mặt Vân Khanh không cho tạ thị nửa phần mặt mũi, nếu là ngày thường Vân Khanh nghe được, nói không chừng sẽ đứng lên, nhưng tổ mẫu làm khó dễ nàng là ở trong dự tính trên mặt không có hờn giận vẫn cười như trước vừa nhận được thư của tổ mẫu mẫu thân vui vẻ muốn đến ngay nhưng vân khanh nghe nói tổ mẫu sắp về trong lòng vui mừng cũng muốn đến đón người nhưng phụ thân nói nếu vân khanh muốn đến thì phải để mẫu thân ở nhà đem vinh tùng đường của tổ mẫu sửa sang lại thật tốt chờ người về đến nhà liền thoải mái vào ở lời nói khéo léo đem thái độ tạ thị và hiếu tâm biểu lộ ra ngoài, còn nhắc đến bản thân vui mừng khi tổ mẫu trở về, đó là có tâm nên lông mày lão phu nhân giãn ra, khẽ gật đầu, còn biết hiếu thuận, còn đứng lên đi. Bà hôm nay có phần ngoài ý muốn, không nghĩ đến cháu gái ngày thường cùng bà gặp mặt, chỉ như người qua đường lại đi đón bà, bộ dáng vừa rồi còn thập phần lễ phép đối với tổ mẫu cũng là hiếu thuận. Bà mặc dù không thích tạ thị sinh con gái nhưng trước mắt trong phủ chỉ có một đứa cháu, hơn nữa Vân Khanh sinh ra có khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt giống với con trai như đúc, nhìn đến cũng có vài phần chân thành, khoát tay lại đây với tổ mẫu. Vân Khanh nghe vậy đến bên cạnh bà, khóe miệng tươi cười, lão phu nhân cầm tay nhỏ của nàng, đặt vào lòng bàn tay sờ sờ thở dài, nếu tạ thị có thể sinh cháu trai, bây giờ cũng phải được 10 tuổi, nghĩ đến đây trong lòng lại lạnh đi. Đúng lúc này, tiểu nha hoàn bên ngoài hô, lão phu nhân, vì phu nhân đưa tiểu thư đến đây. Nghe vậy, gỡ phu nhân trên mặt mang theo ý cười, cho các nàng vào đi. Bích liên nghe vậy vội vàng bước lên vén rèm che, chỉ thấy sau rèm cửa một hoa phục phụ nhân đi vào, bà ta vẫn kiểu tóc đọa mã kế, mặc áo gấm ngắn, phía dưới là váy yên sắc theo hồ điệp hí xuân, da mặt trắng nõn, chưa nói đã cười, đôi mắt giống như sóng chảy, gương mặt có vài điểm tiểu tụy, cầm tay một cô gái đi giày trắng đế bồi thiêu trúc xanh, la quần cùng màu thiêu mai lan lục trúc, thoạt nhìn tuổi tác cùng Vân Khanh không khác biệt lắm, dung nhan đẹp đẽ, điểm đạm đáng yêu làm người ta không nhịn được mà thương yêu. Vân Khanh chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhìn cô gái cùng tuổi với mình trong sương phòng, vẻ mặt hoảng hốt, chính là người này, là người mà kiếp trước nàng xem là chị em tốt duy nhất, ngay cả lập gia đình cũng là cùng một ngày với nàng gả cho cùng một nam nhân nhưng cuối cùng hại cả nhà nàng bị giết sai người đánh chết nàng trong lòng nàng là một trận rung động nàng rất muốn tiến lên hỏi một câu đến tột cùng trầm gia có chỗ nào có lỗi với cô ta vì sao cô ta lại ác độc với trầm gia như vậy nhưng nàng cũng biết có những người dù hỏi cũng không ra được nguyên nhân bởi vì cô ta ghen tị cô ta oán hận chỉ cần thấy người khác hạnh phúc hơn cô ta cô ta sẽ không chịu nổi. Vân Khanh nhìn hai người bước vào, nghi hoặc nhìn sang, vương ma ma bên người lão phu nhân thấy thế vội giải thích, đại tiểu thư, các nàng là ân nhân cứu mạng của lão phu nhân, cũng là em gái của mẹ người. Ân nhân cứu mạng là chuyện mà Vân Khanh cũng biết, không biết có phải ông trời đối với ác nhân quá tốt hay là thật sự đúng là như vây. Lão phu nhân sau khi đi kinh thành, một lần đi du ngoạn ở ngoại ô gặp phải giặc cướp, vi phu nhân trước mặt xông lên đỡ cho lão phu nhân một đau, nếu không như lời các nàng nói thì lão phu nhân đã mất mạng. Cho nên từ sau khi các nàng vào trầm phủ, lão phu nhân vẫn luôn che chở, nói khó nghe là đối xử với các nàng còn tốt hơn cháu gái ruột thịt. Chương 40, lần đầu tiên giao phong. Nghe xong câu chuyện kể về đoạn cứu người này, mọi người trong phòng lại thổn thức một trận, lão phu nhân mang theo vài phần cảm động nói: "Tâm tư đơn thuần cứu ta, không cầu hồi báo, sau khi tỉ mỉ trò chuyện, lại phát hiện thì ra nàng chính là muội muội mẫu thân của ngươi, là dì ruột của ngươi, thật sự là để cho ta lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới như vậy đều có thể trùng phùng, xem như là duyên phận A. Nếu tạ di tâm tư đơn thuần, vậy vì sao chỉ sau một chút thời gian, liền cùng lão phu nhân quan hệ thân mật như thế, thủ đoạn thật sự là không nên xem nhẹ. Vân Khanh cục mắt xuống, đúng vậy, thật là duyên phận, nhưng là nghiệt duyên mà thôi. Nàng mỉm cười ngẩng đầu, đối với vị dì ruột này hành lễ nói, Vân Khanh gặp qua gì? Tạ di vội vàng ngăn nàng lại, kéo tay nàng, đáy mắt mang theo một mảnh tình thâm ý trọng, ẩn chứa một vài giọt nước mắt, cẩn thận đánh giá Vân Khanh, nói, đứa bé ngoan, không cần, hôm nay vừa nhìn thấy con, ta liền nghĩ đến tỷ tỷ ruột của ta, nhiều năm không gặp nhau, ta vẫn nhớ tỷ ấy vốn là nghe lão phu nhân nói hôm nay nàng sẽ đến không nghĩ tới nhưng như vậy cũng tốt qua vài ngày tiếp theo sẽ được nhìn thấy dứt lời còn cầm khăn lau lau khóe mắt tốt tốt lắm khóe miệng vân khanh thản nhiên cong lên vừa mới gặp mặt ở trong này liền hướng tạ thị thị uy lời nói trong ngoài nghe qua là tỉ muội tình thâm kỳ thật chính là chỉ trích tả thị không cho lão phu nhân mặt mũi bảo tạ thị tới đón người lại phái vân khanh đến nàng đưa mắt thoáng nhìn quả nhiên trông thấy sắc mắt của lão phu nhân trầm xuống cố nén xúc động muốn ra tay nụ cười trên mặt vân khanh thập phần ôn nhu không chỉ có mỗi gì nhớ nhung đâu nương cũng thường xuyên ở bên tai vân khanh nói bà có duy nhất một thứ muội đã gà đến kinh thành từ đó liền không thấy tin tức làm tỉ tỉ nhưng thân thể không quá khỏe mạnh không thể lặn lội đường xa nên không có tự thân tới thăm trong lòng luôn cảm thấy cực kỳ áy náy nói là tưởng niệm, hơn 10 năm cũng chưa lui tới, lúc này làm bộ dáng muốn cho ai xem. Nghe xong lời nói này, Tạ Di liền thầm nghĩ không tốt, bà ta vốn muốn thừa cơ hội này hướng Tạ thị ra oai phủ đầu, ai ngờ Vân Khanh nói hai ba câu liền vạch ra mấu chốt của vấn đề. Bà ta cùng Tạ thị cảm tình vốn là không tốt, một người là con vợ cả, một người là con thứ xuất, từ nhỏ đã bị Tạ thị lấn áp, thật vất vả bà ta mới được gả cho nhà quan lại. Cách Tạ thị rất xa, không hề bị chi thứ khác nhau ngăn chặn, làm sao có thể cùng vị tỷ tỷ này liên hệ, lần này không phải vạn bất đắc dĩ, bà ta cũng sẽ không đến tìm Tạ thị để nương tựa. Trong phòng này vài người, ai mà không gặp chuyện nhà cửa tranh đấu, lão phu nhân cũng nghe ra ý tứ này, ánh mắt liền hướng Tạ Di nhẹ hơn vài phần. Tạ Di biết người thiếu nữ trước mắt này có lẽ không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, trên mặt nhất thời khổ sở nhưng không hề lộ ra lập tức kéo cô gái phía sau lại, nói với Vân Khanh. Vân Khanh, dì của con dẫn theo tỷ tỷ đến, về sau các con có thể cùng nhau chơi đùa rồi, đến đây, ngưng tử, hãy nhận thức biểu muội ruột của con đi. Tả Di tự nói đặc biệt nhanh, là vì muốn cho Vân Khanh nhớ kỹ, nàng chân chính mới là biểu muội ruột. Đời trước, ấn tượng lần đầu tiên khi nhìn thấy Vi Ngưng Tử đã muốn mơ hồ, nàng gần như muốn quên, trong đầu rõ ràng nhất là hình ảnh cuối cùng vi ngưng tử mặc hoa phục màu đỏ, lại nhìn vi ngưng tử lúc 14 tuổi trước mắt, cằm hơi nhọn, môi tái nhợt, ánh mắt luôn mang theo vài phần long lanh, giống như nước mắt đều có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, làm cho cả người nàng ta toạt nhìn còn yếu đuối hơn cả nhành dương liễu, làm cho người ta vừa thấy liền động lòng chắc ẩn. Nàng không thể không nói thời gian tạo nên những biến hóa ghê gớm thật. Chào biểu mũi, vì ngưng từ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mềm yếu nhẹ nhàng tựa hồ như gió có thể thổi đi. Ở kiếp trước, vì ngưng từ giả dạng nhu nhược, vờ như thiện lương khiến Vân Khanh mềm lòng, từ đó về sau có cái gì tốt đều lấy ra chia sẻ cùng nàng ta, sợ nàng ta không thoải mái vui vẻ. Nhưng nay phải nhìn lại bộ dạng này, trong lòng Vân Khanh không hề có cảm giác, nhu nhược hay không nhu nhược, không phải xem ở bề ngoài, mà là ở tâm tư của người đó. Vân Khanh bước lên nắm lấy tay của Vi Ngưng Tử, khóe môi nhếch lên cười, thân thiết kêu, "Muội chào biểu tỷ, không ngờ rằng muội lại còn có còn có một biểu tỷ xinh xắn như vậy, lần này tới Dương Châu, cần phải chơi thật vui, rồi hãy trở lại kinh thành." Vi Ngưng Tử vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, hai mắt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn Tạ Di, sắc mặt Tạ Di cũng mang theo vài phần khổ sở, bộ dáng đó rơi vào trong mắt lão phu nhân khiến bà cảm thấy mất hết mặt mũi mở miệng mắng. Người vừa nói cái gì, người ta còn chưa vào trong phủ, người liền đuổi người ta đi ra ngoài. Đừng nói nàng vốn là gì ruột của ngươi, nàng cũng là ân nhân cứu mạng của tổ mẫu ngươi, như thế là vong ân phụ nghĩa, một tiểu thư khuê các như ngươi có hành vi như vậy sao? Tự nhiên không đầu không đuôi bị nghe mắng, ánh mắt Vân Khanh cũng đỏ lên, hoàn toàn không rõ chân tướng nhìn lão phu nhân nức nở nói. Tổ mẫu, Vân Khanh nói sai cái gì? gì cùng biểu tỷ đến Dương Châu không phải đến thẩm phủ chúng ta chơi sao? Nhìn cháu gái nức nở, lão phu nhân lúc này mới nghĩ đến, Vân Khanh hoàn toàn không biết chuyện tình của Vi Gia, mình mắng con bé thật không nên, trên mặt liền có chút ngượng ngùng, nhưng muốn bà mở miệng nhận sai với tiểu bối thì thật không có khả năng. Đứng ở phía sau bích bình thầm thở dài, biết lão phu nhân đã hối hận, lại không thể hạ mặt mũi xuống thừa nhận mình đã mắng sai rồi, liền mở miệng nói. Đại tiểu thư không biết, visa nửa năm trước đã xảy ra chuyện, phu quân tạ di không may rơi xuống thủy đàm, mấy thân thích đến vi khi dễ, cứ ba ngày thì có hai ngày đến tống tiền, thậm chí muốn phân chia gia sản. Tạ di không còn nơi nương tựa, liền nghĩ đến việc tìm tỷ tỷ để nương tựa. Vân Khanh làm ra vẻ như vừa chợt hiểu, trên mặt mang theo vẻ đồng tình thật sâu nhìn tạ di cùng vi ngưng tử ươi, giọng nói mang theo xin lỗi. Gì, biểu tỷ, không nghĩ tới các người có tang sự, Dượng đã đi, xin các người hãy nén bi thương, cũng là đến tìm nơi nương tựa, tổ mẫu cùng cha mẹ sẽ sắp xếp cho các người thật tốt. Sắc mặt Tạ Di thay đổi trong chớp mắt, trong lòng bà ta không mong muốn nhất là đến nương tựa vị Tỷ Tỷ Tạ thị này, nhưng bà ta không có thân nhân, chỉ còn một lựa chọn như vậy, có thể tránh miễn không nói thì đừng nói, đến lúc đó làm cho Tạ thị chủ động lưu mẹ con bà ta lại như thế bà ta có thể thuận lợi ở lại trầm phu. Không nghĩ tới Vân Khanh lại hỏi rõ ràng như vậy, làm cho người ta lại lặp lại một lần nữa bà ta là đến tìm tạ thị để nương tựa, trong lòng làm sao thoải mái cho được. Lão phu nhân nhìn Bích Bình với ánh mắt tán dương, thấy Vân Khanh nói chuyện cũng đầy vẻ thông cảm và hiểu chuyện, liền nhân theo đó liền nói, thấy người không biết chuyện, lần này thì cũng thôi, lần sau nói chuyện cần phải nhìn nhiều nghĩ nhiều rồi hãy mở miệng, đừng há mồm nói lời ngu ngốc. Còn con, tâm tư đơn thuần đừng để ở trong lòng, nó cùng mẹ nó giống hệt nhau, đều không biết nhìn sắc mặt ngu íp cas mà đã há mồm ra nói. Câu trước là giáo huấn Vân Khanh, câu sau là nói với Tạ Di. Tạ Di đắc ý trong lòng, lão phu nhân trước mặt mình của trách Tạ Thị, có thể thấy được tỷ tỷ ở trong phủ sống cũng không được yên, trên mặt mang theo vẻ khoan hồng độ lượng nói. Không sao ạ, à, Tỷ tỷ chỉ có một đứa con, đương nhiên là xem như châu báu để mà nuôi. Ở mặt ngoài nói là không sao, kỳ thật cũng giống như lão phu nhân, đem Vân Khanh cùng Tạ thị ra mắng, nói Tạ thị dạy con gái kiêu căng, không biết phép tắc. Ha, Vân Khanh ở trong lòng cười nhạo một tiếng, tổ mẫu thật đúng là buồn cười, rõ ràng mình mắng sai, cho bậc thang còn muốn giáo huấn nàng, nói nàng thì thôi, còn muốn thuận tiện mang theo mẹ nàng tổ mẫu nói cũng thôi nói như thế nào nàng cũng là trưởng bối trong nhà nhưng tạ di kia là có ý gì dựa vào cái gì nàng phải nén giận vì một người đến tìm trầm da nương tựa nhẫn ở mặt ngoài nhưng đương nhiên sẽ không chịu uất khí trong lòng nàng cười nhẹ đáy lòng khinh thường trên mặt lại càng nhu hòa đôi mắt phượng sang lấp lánh mâu lóe sáng như hai viên chân châu đen tuyền chậm rãi mở miệng nói tổ mẫu dậy rất phải cháu gái gặp chuyện nên xem nhiều nghĩ nhiều mới thỏa đáng lão phu nhân nghe vẻ cam chịu trong lời nói của nàng thì trong lòng thoải mái hơn ai ngờ vân khanh lại nói tiếp phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn